Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh mặc bộ đồ màu đen, đeo cái giỏ màu đen, ngồi trên ghế màu đen. Mọi người biết vì sao Minh thích màu đen không? À, Minh có ông anh cũng mặc đồ đen luôn. Đó. Mọi người biết vì sao Minh thích màu đen không? Bởi vì màu đen lôi cuốn. Màu đen tượng trưng cho sự quyến rũ. Và đúng rồi, màu đen. Ê, dạ. Để mọi người chờ lâu. Tại vì mọi người hãy cho mình PR cái bản thân một xíu chứ. À, tại vì hôm nay mình mặc đồ đen, mình ngồi trên đồ đen bởi vì mình giới thiệu với cho anh em một chiếc xe Yamaha R15 full đen có bán luôn 58 triệu rất là rẻ. Và bây giờ mọi người coi xe nha. Mọi người đã ngắm xe xong chưa? Bây giờ ngắm tôi. Thôi. À thì đây đã ha. Thì chiếc xe này thì Minh có bán luôn. Thì anh em nào cọc trước thì Minh sẽ để cho anh em trước. Tại vì sao? Tại chiếc xe này Minh đã chích cái tiền YouTube ra để làm cho nó đẹp cho anh em. Chứ mà lúc mà Minh mới lấy về của anh khách đó, nó không đẹp bây giờ như vậy đâu nha. Rồi bây giờ cái đầu tiên đi. Cái đầu tiên thì Minh sẽ cho mọi người thấy thì đây là cặp bao tay nè, mình lên cho đẹp nè, mới lấy luôn. À, thằng em mới đi mua luôn đó, lên cặp bao tay này cho nó trùng với lại cặp cuộc upside down. Rồi mình vô một cái cặp vỏ đây, cặp vỏ mới cho anh em quay kỹ vô cặp vỏ mới luôn á nha anh em nè. Gai trên gai dưới còn đầy đủ mới đó, anh em nhìn là biết ha. Đấy, cặp vỏ mới cho anh em. Rồi đây cái vỏ sau. Sơn mới, sơn vàng 100% luôn. Mình bỏ tiền ra cho anh em á, quay cực gần vô cho anh em thấy. Mấy con anh em kêu tưởng là sơn cũ. Sơn mới luôn á nha. Mới, full mới luôn. Là mình thay cho anh em luôn á. Cho anh em một chiếc xe đẹp đẹp đó. Rồi quay cái vỏ trước cho anh em mà. À, cái cặp vỏ này là hình như là 1.8 triệu. 1.8 triệu với cộng sơn 700.000 là 2.5 triệu. Rồi ở đây nè, ở khúc này nè, ở khúc này cái anh chủ cũ á, anh có làm chày thì Minh đã cho bên bạn Minh á, nó fix lại cái fix cái miếng này là mấy trăm nữa đó, là như 2 triệu mấy, gần 3 triệu á. Rồi thì đây là R15 full đen. Vì sao? Vì cái anh chủ xe ảnh thích màu đen, ảnh sơn luôn mấy cái này màu đen luôn nè. Mấy cái gác chân rồi màu đen luôn. Đấy. Anh em ngắm kỹ đi ha. Đấy. Đó. Cái zin này còn nha, cái đuôi zin còn, cái đuôi này là đuôi độ, đuôi này là đuôi độ nha anh em. Biển số xe là 59V296088. Đây là biển số Sài Gòn. Sẵn tiện đây, hôm nay Minh sẽ nói cho anh em về cái vấn đề biển số Sài Gòn. Em cầm máy quay trước nè. À, vấn đề cái biển số Sài Gòn nè cho anh em nghe nha. Là cái biển số xe Sài Gòn là nó mắc hơn biển số xe tỉnh tới 4 triệu, đúng không em? 4 triệu. Là tới mắc tới 4 triệu là khi anh em mua xe, người ta hay lựa xe biển số Sài Gòn để người ta mua. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh em về tỉnh á thì thuế nó sẽ rất là rẻ, thuế chỉ có 1% thôi. Hoặc là anh em mua ở Sài Gòn, anh em mua xe biển số Sài Gòn chỉ có 1% thôi. Nhưng mà anh em mua xe ở tỉnh, anh em về biển số Sài Gòn là tốn tới 4 triệu, nó mắc hơn tới 4 triệu nha anh em. Xe biển số Sài Gòn mắc hơn xe tỉnh tới 4 triệu, đó là lý do nó mắc. Tại vì cái tiền cái ra biển số nó mắc,
cứ bảy số Sài Gòn là hơn xe bình thường là 4 triệu. Đó là Minh mới vừa ra biển số một chiếc xe mới là chiếc GSX 150. Rồi tiếp theo thì xe rất là ngon, thì tình trạng hoàn hảo và đã được Minh thay thế rất là nhiều đó, anh em thấy không? Vỏ xe, vỏ trước, vỏ sau, bao tay, rồi cộng sên toàn bộ là mới 100%, chưa có chạy, chưa có lăn bánh luôn. Thực chất là Minh muốn ra ngoài để chạy cho anh em nhưng mà Minh sợ nó cũ đi, Minh muốn là anh em sở hữu nó mới, với lại bây giờ hiện tại trời đang rất là mưa cho nên không có ra ngoài quay được. Đó, cho anh em test xi nhan cho anh em xem ha. Đây là xi nhan, đây mở hai giác đi, đó xi nhan sao bát biển số đúc gầm, test cho anh em coi mọi thứ trong tình trạng hoàn hảo. Quên nữa, 3 triệu mấy rồi, biết sao không? Mình đã thay nhớt với lại thay nước mát xịn mới hết toàn bộ, cam kết với anh em là thay mới hết toàn bộ luôn, tại vì mình mở ra mình vệ sinh hết nguyên con xe là thay xịn hết toàn bộ trong con xe luôn, là anh em về chỉ việc đi, không có cần suy nghĩ gì nhiều hết. Đây, đề máy cho anh em nghe. Em ru. Đó, rồi, vậy thôi ha. Odo. Rồi. Được rồi. Đây, hai chìa khóa zin đầy đủ. Đó, anh em thấy chưa? Còn cái gì ngon hơn chiếc xe này nữa? Đó, ưu tiên anh em ở Sài Gòn thì mua con xe này rất là tiết kiệm luôn. Chỉ cần mình sang tên, đổi tên cà vạt là xong. Một xíu à, tốn không bao nhiêu tiền, mấy trăm ngàn là xong á. Theo mình biết nhớ là vậy. Bây giờ thì không biết nó có tăng hơn không nha. Quay tổng thể cho anh em coi con xe rất là tuyệt vời ha. Nó lúc đầu nó không có đẹp như vậy đâu. Ở đây có thiếu một cái logo nè. Mình đã đặt một cặp logo rồi, một cặp logo Yamaha luôn cho anh em cho nó đẹp luôn. Tại không biết chạy sao á, nó rớt cái logo. Logo này nó dán miếng nhựa mà nó rớt. Mình đã đặt luôn một cặp chờ ship về cho luôn anh em, là rất là đẹp. Nó lúc đầu nó không đẹp vậy đâu. Về mình chích cái tiền YouTube ra để làm lại cho anh em á, nó mới đẹp vậy á. Vỏ mới rồi sơn mới, cộng sơn này đẹp ha, sơn vàng DD nè anh em. Sơn này mình mua đặt á 700 mấy á, 700 mấy mình quên rồi, nhưng mà trên 700 đó, mới lắp hôm qua luôn, là chưa lăn bánh luôn á. Cái cộng sơn này là chưa lăn bánh gì hết á, là gắn vô để im vậy. Lại cái vỏ nữa nè, cái vỏ thì có dắt lên dắt xuống thì nó dơ hơn một xíu thôi, dắt lên dắt xuống dơ hơn chút đó, còn cộng sơn chưa lăn bánh luôn. Nói chung là mình kiểm tra ốc ác đồ, thiếu ốc nào mình gắn hết, nói chung kiểm tra rất là kỹ cho anh em. Hai chìa khóa zin đầy đủ. Chỉ có 58 triệu thôi mà xe biển số Sài Gòn. Bình xăng nè. Quá là tuyệt vời. Lâu rồi chưa mở chìa khóa lại R15V3. Ấn xuống. Rồi. Ok. Rồi, anh em ở trên đây có gắn cái camera nữa ha. Giá đỡ điện thoại. Tay côn rất là nhẹ nè, cho anh em coi cái côn rất là nhẹ. Mọi thứ rất là đẹp. Rồi, anh em nào mà nhắn tin trước cho Minh thì Minh sẽ ưu tiên để lại cho anh em. Đó, một con xe rất là tuyệt vời, full đen. Phong cách Black Bender, phong cách ăn trộm, màu đen thui thui lùi. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Thì hy vọng anh em xem clip nhớ ủng hộ, nhớ like và subscribe cho Minh, để mình có động lực để làm thêm nhiều clip và để tìm nhiều xe cho anh em nữa. Và những anh em nào có xe mà mình muốn nhượng lại cho anh em thì hãy inbox cho mình. Đó, mình sẽ giúp đỡ hết mình. Rồi.